Công ty cổ phần nghệ thuật thương mại Adam là một trong số ít những thương hiệu uy tín tại Hà Nội về cung cấp, sửa chữa nhạc cụ và giảng dạy các bộ môn âm nhạc. Công ty chính thức được thành lập vào năm 2009 với đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao trong từng lĩnh vực. Đặc biệt đối với lĩnh vực cung cấp các loại nhạc cụ như đàn piano, guitar hay organ. Các khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng và chọn lựa những sản phẩm tại showroom của công ty. Bởi mỗi sản phẩm tại đây đều được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn giỏi trực tiếp đến Nhật Bản chọn mua lại những cây đàn đã qua sử dụng nhưng chất lượng còn tốt, được bảo quản trong điều kiện môi trường khí hậu phù hợp. Ngay sau khi được nhập khẩu, những cây đàn ấy sẽ được các kỹ thuật viên tái sinh lại, đảm bảo độ mới lên đến 90%. Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị thương hiệu và đem đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng, công ty Adam đã và đang tập trung phát triển các dịch vụ bán hàng như vận chuyển, lắp đặt, sửa chữa bảo hành hay bằng chính những chương trình khuyến mại, tri ân vào các ngày lễ đặc biệt. Nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp và đồng bộ, công ty Adam cũng liên tục mở các lớp giảng dạy các bộ môn nghệ thuật, các bộ môn âm nhạc với các giảng viên đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia, Đại học Sư phạm Hà Nội và thường xuyên giao lưu cùng các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng tại trung tâm nghệ thuật Adam. Khách hàng đến với công ty Adam vừa có thể mua được những cây đàn ưng ý với giá tốt, vừa không lo sự cố trong quá trình sử dụng. Đồng thời có thể bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ để làm chủ hoàn toàn cây đàn của mình và chơi những bản nhạc yêu thích một cách chuyên nghiệp.